Trước khi bắt đầu video thì Vietablet xin chúc cho các bạn có được một cái Tết an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Năm mới sắp đến có thật nhiều sức khỏe và thành công các bạn nha. Quay trở lại với nội dung của video, hôm nay thì mình sẽ làm bài so sánh giữa hai con máy Galaxy S22 Ultra và iPhone 12 Pro Max. Đây là một nội dung mà đã có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm trong suốt thời gian vừa qua. Nên là ngày hôm nay mình sẽ lên video nha. Bắt đầu thôi. Nói kỹ hơn về mức giá một chút thì Galaxy S22 Ultra sẽ có mức giá rẻ hơn khá so với iPhone 12 Pro Max. Phiên bản máy Mỹ 128GB, máy lay new đang có giá chỉ là 11 triệu 6 thôi. Còn iPhone 12 Pro Max sẽ có giá 12 triệu 9 cho phiên bản thấp nhất là 128GB. Thật ra đây đều là cái mức giá rất tốt cho cả hai con này bởi nó đã giảm rất nhiều so với mấy tháng trước rồi. Các bạn có thể tham khảo qua đường link của Vietablet nha. Vietablet cũng đang có rất nhiều dòng sản phẩm khác từ iPad, iPhone, Samsung tới Xiaomi với đủ mọi tầm giá. Chính sách bảo hành lên tới 1 năm, hỗ trợ trả góp đầy đủ và trả góp không đồng. Hồ sơ thì bảo đổi cho các bạn luôn nha. Yếu tố đầu tiên mình muốn so sánh của hai con này nó sẽ là phần thiết kế nha. Cả hai được thiết kế rất là đẹp và cao cấp. Mặt lưng kính nè, khung viền kim loại sang trọng. Với iPhone thì nó sẽ được làm phẳng hoàn toàn nha. Còn S22 Ultra thì sẽ được bao tròn, bao cong nhẹ nhàng ở các góc, giúp cho cảm giác cầm nắm sử dụng S22 Ultra nó cũng sẽ thoải mái hơn iPhone 12 Pro Max. Cá nhân mình thì mình cũng thích cái kiểu thiết kế của Galaxy S22 Ultra hơn. Tuy nhiên thì cái này chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Thấy con nào đẹp hơn thì nó sẽ còn tùy thuộc vào gu cùng sở thích của các bạn nữa nha. Quay sang với mặt trước, chúng ta sẽ so sánh tới phần màn hình của hai con này. Thì cái này không cần phải nói, chúng ta cũng biết là màn hình của Galaxy S22 Ultra nắm chắc phần thắng rồi đúng không? Màn hình của iPhone 12 Pro Max tuy cũng rất là đẹp với tấm nền Super Retina XDR OLED độ phân giải Full HD+. Nhưng mà để so với một cái màn hình 2K cộng sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X của Galaxy S22 Ultra thì rõ ràng là khó có thể đọ lại được. Chưa kể là nhìn S22 Ultra nó còn sexy, tràn tiền hơn với camera giọt nước nữa. iPhone cái tai thỏ chiếm diện tích thì khỏi nói luôn. Thêm một cái nữa là tần số quét thì iPhone cũng sẽ không bằng. Galaxy S22 Ultra chúng ta sẽ có tần số quét lên tới 120Hz lận. Những cái hiệu ứng chuyển đổi, vuốt qua vuốt lại trên màn hình của S22 Ultra nó sẽ mượt mà hơn đáng kể. Tuy là iPhone 12 Pro Max nó cũng làm rất tốt khoản này nhờ sự tối ưu của hệ điều hành iOS. Tuy nhiên thì vẫn khó có thể bằng 120Hz như là S22 Ultra được. Nói chung thì màn hình của Galaxy S22 Ultra nó tốt hơn iPhone 12 Pro Max hoàn toàn các bạn nha. Quay sang với phần cấu hình của hai con này thì tuy là iPhone 12 Pro Max ra mắt trước tận 1 năm nhưng mình vẫn sẽ đánh giá A14 Bionic cao hơn là Snapdragon 8 Gen 1 trên Galaxy S22 Ultra. Về nhiệt độ, về độ ổn định mình vẫn thấy nó ok hơn. Trong những cái trải nghiệm cơ bản hàng ngày, chúng ta cũng có thể thấy được là iPhone 12 Pro Max cho lại một trải nghiệm mượt mà, ít khựng lắc hơn là Galaxy S22 Ultra. Còn về gaming thì mình thấy là hai con nó đều khá là tương đồng nhau nha. Tới bây giờ thì Samsung cũng đã tối ưu tốt hơn cho con chip Snapdragon 8 Gen 1 trên Galaxy S22 Ultra rồi. Tình trạng bị bóp hiệu năng hay quá nhiệt khi chơi game mình thấy là cũng không còn xảy ra nhiều nữa. Mà nói thật là với cả hai con này, mình khuyên là các bạn chỉ nên chơi những tựa game phổ biến, không quá nặng như là Liên Quân hay PUBG Mobile thôi nha. Max setting những tựa game này thì hai con đều chiến rất là tốt. Chứ nếu mà các bạn chơi những tựa game siêu nặng, ví dụ như là game Genshin Impact thì thứ nhất nó sẽ khá là lag, thứ hai là máy nó sẽ nóng lên rất là nhanh. Cái việc nhiệt độ của máy lên tới hơn 45, gần 50 độ sau khoảng 20 tới 30 phút chơi game nó sẽ là điều thường xuyên luôn. Mà thật ra là cả iPhone 12 Pro Max cũng như là Galaxy S22 Ultra, nếu mà các bạn mua với nhu cầu để chơi game một cách hardcore thì cứ nên gắn thêm một cái sò lạnh hay là quạt tản nhiệt vào. Chứ kiểu gì thì kiểu, chơi game lâu máy nó cũng sẽ nóng lên thôi nha. So sánh tới phần tiếp theo của hai con này, camera. Với iPhone 12 Pro Max thì chúng ta sẽ có 3 ống kính cơ bản với cùng độ phân giải 12 chấm. Bên cạnh đó là có thêm cái cảm biến LiDAR giúp hỗ trợ đo khoảng cách, lấy nét tốt hơn. Còn S22 Ultra thì thông số rất là khủng rồi. Camera 108 chấm, 2 cam tele hỗ trợ zoom quang học lên tới 10x. Camera của Galaxy S22 Ultra sẽ giúp cho các bạn có thể làm được nhiều thứ hơn với rất nhiều công nghệ. Các bạn có thể chụp được cái tấm hình ở xa với độ chi tiết rất là tốt. Trong điều kiện thiếu sáng hay là chụp đêm thì S22 Ultra cũng thể hiện ưu thế của mình so với iPhone 12 Pro Max. Ảnh thu sáng, xử lý ánh sáng ngon hơn, chi tiết cũng được giữ lại nhiều hơn. Còn với những tấm hình chụp trong điều kiện bình thường thì với tầm của hai con này đương nhiên đều rất là đẹp rồi. Mỗi con nó sẽ theo một gu nha. iPhone thì nó vẫn thiên về sự chân thực, tập trung vào chi tiết nhiều hơn. Còn S22 Ultra thì nó sẽ hơi có xu hướng đẩy màu, khiến cho ảnh có phần rực rỡ, nhìn mắt hơn. Về khả năng quay video thì iPhone vẫn sẽ là vô đối trong khoản này các bạn nha. S22 Ultra tuy ra sau 1 năm cũng đã có những cái sự cải tiến trong khả năng quay video nhưng vẫn sẽ khó có thể nào so sánh với iPhone 12 Pro Max được. Về dung lượng pin của hai con này thì mình sẽ đánh giá iPhone 12 Pro Max cao hơn nha. S22 Ultra nó vừa phải gánh một cái màn hình 2K lại còn là tần số quét 120Hz nữa. Còn iPhone thì chúng ta đã biết là dòng Pro Max pin vốn đã trâu rồi. 12 Pro Max tuy là con iPhone có thời lượng pin thấp nhất trong dòng Pro Max nhưng so với S22 Ultra thì nó vẫn sẽ tốt hơn nha. Tuy vậy thì sự chênh lệch là không quá nhiều đâu. 12 Pro Max chúng ta được khoảng 6 tiếng on-screen thì S22 Ultra cũng được hơn 5 tiếng, gần 5 tiếng rưỡi. Bên cạnh đó thì S22 Ultra còn có sạc nhanh lên tới 45W.
tuy cũng không phải là cao đâu, nhưng mà so với 12 Pro Max chỉ có 20W thì vẫn còn ngon chán. Với mình á, thì mình vẫn sẽ thiên về việc lựa chọn Galaxy S22 Ultra nha. Do nó là con máy ra sâu, mới hơn nên những thông số, tính năng của nó thì vẫn có một chút gì đó ngon hơn so với iPhone 12 Pro Max. Chưa kể là giá của S22 Ultra còn rẻ hơn iPhone 12 Pro Max khá nữa. Tuy vậy á, thì nếu mà các bạn là fan của iPhone, thích trải nghiệm sự mượt mà của hệ điều hành iOS hay là thích cách xử lý của camera, quay video trên iPhone thì iPhone 12 Pro Max vẫn sẽ là sự lựa chọn rất là ngon ở thời điểm hiện tại đó nha. Tổng kết lại, cả iPhone 12 Pro Max và Galaxy S22 Ultra đều là những lựa chọn rất ngon trong tầm giá 11-12 triệu ở thời điểm hiện tại. Cả hai đều từng là những con flagship có thiết kế rất là đẹp nè, trải nghiệm đem lại vẫn rất là mượt mà, camera thì vẫn rất là chất lượng. Vậy các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cuối cùng thì nhớ like video này để theo dõi kênh Viettoplet nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.